Mình đi thôi em. Đi đâu? Về nhà. Bộ cưng không muốn về nhà sao? Về nhà hả? Đúng rồi. Sao anh đem tới đây? À, dạo này á, anh thấy em hay bị xỉu lắm, nên anh muốn đưa em vào đây để kiểm tra lại sức khỏe của mình trước khi về nhà cho ba má khỏi lo. Đây em. Cảm ơn anh tốt với em quá. Có gì đâu, bác sĩ ở đây á là người quen của anh đó. Ừ? Đi em. Đi. Vô với anh. Sao rồi? Con bé nó chống đối ghê quá. Tôi phải tiêm liều thuốc mê. Ừ. Ủa, nhưng mà nó còn nguyên không? Còn cho nó nằm một chút là hết thuốc thôi. Ờ. Alo, Nam đó hả? Tao đưa con bé đi kiểm tra rồi. Ok. Mày chắc giá bao nhiêu? Mày nói anh ba trả thêm đi, hàng còn zin đó. Ok. Khi con bé tỉnh, tao sẽ đưa tới. Ừ. Khuya rồi sao không ngủ đi em? Còn gõ gì vậy? Em đang lên mạng để tìm thông tin nè. Coi thử có việc gì để em đi làm không? Ở nhà hoài chán muốn chết à. Hay là em về công ty giúp anh một tay được không? Hử? Anh nói giỡn hay nói thiệt vậy? Anh nói thiệt mà. Anh đang định đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh cho công ty. Cái gì? Làm nữa? Bao nhiêu đó việc chưa đủ nữa hả? Có người mời anh cùng làm ăn. Anh đang suy nghĩ. Nếu anh nhận lời làm ăn với họ thì anh mời em về làm quản lý nha. Em đâu có biết gì đâu mà giúp anh bây giờ. Không phải vấn đề biết hay không biết, mà ở chỗ em có muốn giúp chồng em hay không.
Thôi được rồi, vậy để em sẽ thử nha. Ừ, cảm ơn em. Thôi ngủ đi em. Dạ. Alo. Anh Hưng nè, có phát hiện gì không em? Dạ. Em vẫn cố gắng nhưng chưa thấy gì hết. Ba má anh lo đến mất ăn mất ngủ luôn. Hôm nay là ngày thứ năm Phương Anh đi mà không có tin tức gì hết. Anh cố gắng ăn ủi hai bác nha. Ừ, anh biết rồi. Anh cảm ơn em. Dạ. Tao phải đi có việc, chiều mới về. Mày ở đây chờ nhận hàng cho cẩn thận nha. Mày mà lượn lờ với mấy thằng con trai á, có chừng tao đó. Trời ơi trời, em không có mê trai đâu. Dạ đại ca, chừng nào mới đi? Sáng sớm ngày mai. Nhớ làm việc đàng hoàng nha mày. Dạ biết rồi. Alo, chuyện gì vậy? Alo, đại ca đi rồi, cưng tới em nha. Tới anh chị. Sao? Không được, em tới đây với anh đi. Được, em tới liền. Sướng quá, sướng quá. Anh. Gì vậy mẹ? Em ngồi với anh nha. Con quỷ cái biến đi. Không biến. Ê con quỷ, trả trái cây lại. Không đó. Trời ơi con quỷ. Bực bội ghê vậy. Con quỷ cái, trả trái cây lại cho tao. Tao muốn chết mẹ mày bây giờ nè. Tao mệt mày quá đi. Anh, nó dụ em, nó thấy em có tiền, nó dụ em. Ngồi đi anh. Em nhớ quá à. Đợi em chút xíu. Uống đi cưng. Sao á, cưng không ghé cho em? Em quá lắm rồi mà. Thích kêu người ta đến lúc nào cũng được hay sao? Cưng sao vậy? Giận em đó hả? Lúc cần thì biến mất tiêu, bây giờ thì thình lình xuất hiện. Tôi có phải là chồng của cô nữa không? Tại công việc thôi mà cưng.
Thank you.